và các bạn đã quay lại với kênh của mình. Các bạn ơi, và hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi xem mẹ mình là đi phơi rẻ giấy. À, phơi cái... Đây là giấy bóng mẹ mình sẽ xé ra sạch rồi phơi để úm mạ và vụ chiêm nhá. Và bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi xem mẹ mình phơi khô nhá. Các bạn ơi, các bạn nhìn thế này, đầu tiên mẹ mình sẽ cầm xong rồi rũ. Đấy. Mỗi lần là cứ phải rũ lên đấy các bạn ạ. Đấy. Chắc mấy em bây giờ mà có mấy em bé mà lè vào đây chắc là vui chơi vui lắm ấy. Cười hí 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 hí. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Chỉ cần là chúng ta dãy xong rồi cho nó khô đi là được. Xong rồi để úm mạ và vụ chiêm là vào của vụ đông nhé. Là sao? Đấy các bạn nhìn này. Mẹ rũ cho nó hết nước đi này. Ở mấy phần này này. Là nó vẫn còn nước này, mình sẽ mẹ mình phơi khô xong rồi để úm mạ và vụ đông. Vụ đông mẹ mình thường nói là vụ chiêm ấy. Vụ đấy là vụ rất rét nên là mẹ mình úm để cho nó tránh rét cho mạ ấy nhá. Đấy. Các bạn ơi, các bạn nhìn mẹ mình làm này. Đấy. Rồi mình sẽ cho các bạn xem một bất ngờ của chỗ này của mẹ mình. Tèn tèn tèn. Đây chính là mẹ mình đã lấy những mảnh giấy bóng rát ít mẹ mình cuốn lên đây. Đèn đèn đèn. Xong rồi sang ngang. Nhưng mà bây giờ thì không cho vào được. Không đi được. Nhưng mà người đi bộ thì vẫn đi được. Đèn đèn đèn. To chưa các bạn ơi? Đèn đèn. Các bạn nhìn mẹ mình làm này. Đầu tiên rửa hết cái da, xong rồi vứt. Nói đúng xà luôn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là những tấm giấy bóng mà đã thu về rồi mà giặt sạch. Bây giờ mẹ mình sẽ mang đi phơi nhá. Các bạn xem cách phơi này. Những các bạn mà xem bố mẹ của các bạn làm nhà nông thì sao? Thì các bạn xem phơi nhá. À, đấy các bạn ơi, cái tấm này nó cũng sắp khô rồi này. Đấy, như mùi gì ấy, mùi tanh tanh đấy, không biết. Mẹ phơi đi mẹ ơi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Mình lui ra xa để cho các bạn nhìn thấy dễ hơn. Tèn tèn tèn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn này. Quang hẳn ra nhờ các bạn. Và hôm nay mình cũng đi quốc khoai về chỗ đằng kia. Chỗ quốc khoai về đấy. Đấy. Chỉ coi đây. Đây. Mình cũng thích. Đấy, mình cũng biết làm đi chứ nhỉ các bạn nhỉ. Mình con nhà nông mà. Con ở bọn mình ở nông thôn thì cũng biết làm hết rồi. Đây. Nên cái gì mình cũng cho làm hết. Hay mình tí nữa mình xin mẹ mình rú thở nhỉ. Nhưng thôi, rú tí nữa lại không xong. À, cái chỗ này mẹ mình chưa làm nên mình rú thử thôi. Tí nữa mình xin mẹ làm. Đây.
Đấy. Các bạn nhìn đây này, zoom một cái cũng không phải là chuyện vừa là. Chỉ cần cho nó bay dày bóng bay bổng lên là được các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mẹ mình làm thế. Mấy vụ trước thì mẹ mình cũng làm chứ. Vụ này mẹ mình khơi đôi sân đây. Mẹ, các bạn nhìn này. Đấy. Không cần rũ mà nó vẫn bay bổng lên được này. Cho nó xuống nhé. Tí nữa mẹ mình lại rũ lên. Cái này các bạn nhìn thấy giống như là một thác nước. Nếu mà cho nó xuống là một thác nước luôn rồi. Đây các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Mình nhìn thấy rồi đấy. Mình thì cũng không biết làm, nhưng mà mình chỉ biết rũ thôi, chứ không biết làm. Rũ mới làm khác nhau chút nào nhỉ các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đấy. Làm giấy bóng này thì mình lúc thì các bạn làm, mới làm thì các bạn thấy vui lắm. Xong rồi về sau thì làm không thấy vui chút nào. Đây bây giờ các bạn mẹ, bây giờ các bạn mẹ các bạn bảo là, đây trả vào là tớ đi. Chị ơi chị, đi cấy đi. Xong rồi mình háo hức lắm. Háo hức ngày mai đi cấy, xong rồi mẹ cho đi cấy xong rồi. Một mấy phút sau vào, mẹ ơi con chán quá, con muốn đi quá. Thế là hết có hứng để làm nữa. Phải có cái kiên trì thì mà người ta kiên trì nghị lực chứ. Thì mới làm xa ra hạ thật gạo. Người ta thường nói nước cái gì mà, cái gì mà sôi lửa bỏng xong rồi mình có cơm ăn gạo mặc. Đấy các bạn ạ. Trên này mẹ mình đã rũ khô rồi đấy. Đấy các bạn thấy mẹ mình rũ được. Điều điện không? Thì lúc nào trong video là mẹ mình và chỗ mình thì mình toàn gọi là điều điện. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Chỉ cần rũ thôi. Đấy. Chỉ cần giật lên giật xuống. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Chun chun giật xuống, dây lên giật xuống. Đấy. Mà các bạn ơi, rũ như thế này cũng mệt lắm đấy các bạn ạ. Không phải là không mệt đâu. Vừa xong cái này lại xong cái nọ. Đấy. Các bạn biết là sao mẹ mình cho mấy cái dây lại. Xong rồi mình buộc lên không? Tại vì mẹ mình thấy nó lâu khô quá, mẹ mình lấy giày mẹ buộc hai cái. Thế là xong. Các bạn ơi, các bạn biết vì sao mà mẹ mình rút đều này không? Vì nhưng có cái mép ướt ấy thì mẹ mình rút đều là nó sẽ nhanh khô hơn đấy các bạn ạ. Nhưng cái phần này thì mẹ mình vẫn chưa xuống này. Đấy.
Đấy, cứ rú mẹ mình rú ba như vậy xong rồi mẹ mình buộc vào xuống ghế kia kìa. Các bạn ơi, đây chính là những cái giấy bóng mà mẹ mình đã phơi xong rồi đây. Bây giờ mẹ mình sẽ cho vào bao để vụ đông sau thì mẹ mình sẽ uống mạ sao nha. Mẹ mình cho vào bao đấy. Nhưng mẹ ơi mẹ, nhưng mà sao cái bao bé đấy có cho vào được hết cái đống này không mẹ? Cho thành rất là nhiều bao. À. Mình làm nhiều mạ cho nên là rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn vừa xem mình đi cùng mẹ mình đi là phơi mi lông và uống mạ. Đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, mi lông này chỉ dành để cho uống mạ thôi đấy các bạn ạ. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn các bạn vào clip lần sau. Chào tạm biệt các bạn. Goodbye.